Bộ trưởng Quốc phòng Litva ước tính nước này sẽ chi hơn 1 tỷ euro trong 3 năm tới để phát triển căn cứ quân sự nói trên. Căn cứ mới nằm ở Duninkai, gần thủ đô Vilnius và chỉ cách đồng minh Belarus của Nga 20 km, sẽ chứa tới 4.000 quân, có kho chứa và bảo dưỡng xe tăng cùng các thiết bị khác và trường bắn. Ngoài ra, khoảng 1.000 nhân viên quân sự và nhà thầu dân sự Đức sẽ đóng quân tại các địa điểm khác ở Litva. Litva là quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu và giáp biên giới với Nga. Litva đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% tổng sản phẩm quốc nội GDP trong năm nay. Để hỗ trợ các nhu cầu quốc phòng đang diễn ra, bao gồm cả việc xây dựng căn cứ, chính phủ của Thủ tướng Ingrida Simonite đã quyết định sẽ tăng thuế trong những năm tới.